sắn hay sắn, chị không giống con người yêu em đâu. Chị đẻ ba lứa rồi, không đi làm gái được em ạ. Em đừng ai nghĩ giống người yêu em. Người yêu em chưa chồng, đến giờ này 48 tuổi rồi còn chưa có chồng. Chưa có chồng mà lại chưa có con thì mới đi làm gái được. Còn chị đẻ ba đứa rồi, con chị năm nay hai mấy tuổi rồi. Trời ơi, em sao vậy? Em đang bị nhầm lẫn à? Giống ai em cũng nghĩ ai cũng giống như người yêu em à? Người yêu em đi làm gái nó quen, chị không đi làm được rắc mà. Chị nói để cho em biết. Còn chị nói cho sắn nghe. Chị bóc em á, đưa người sang cam. Em kêu em giúp người ta. Giúp cái gì? Giúp người ta vào chỗ chết à em? Cho nên là đừng có nói. Càng nói người ta càng nghĩ là như mình như thế nào rồi. Hiểu chưa? Còn đừng có dọa chị. Trái đất tròn lắm á. Mày á, này, bây giờ mày mà đủ bản lĩnh á, mày ra đây mày gặp tao thì cái lời mày nói thì còn ok. Còn cái loại mày này, rẻ rách, chưa đủ tầm để mà phải thế này thế nọ mới dọa được ai. Còn chị bảo này sắn này, đừng, mày cũng có con, trai có gái có, bớt nghiệp đi, đừng có đi làm điều thất đức nữa. Mày kêu là cái gì à, tôi muốn tốt cho mọi người, tôi đưa sang bên này làm ăn tử tế rồi thế này thế trai, có đứa nào được về chưa hả? Tử tế cái gì, đi sang cam mà tử tế cái gì? Mày mở mồm ra, mày đừng có nói đi làm áp mà tử tế á. Cho nên là mày ngày nào tao cũng ra giả tao nói, hiểu chưa? Không một ngày nào tao sẽ, ngày nào tao cũng nói. Nói đến khi nào mà khi nào công an vào cuộc và tao cũng đi, tao báo công an rồi mà, có báo luôn. Mày bình tĩnh chờ đi, hiểu chưa? Rồi đi cứ chờ đi em ạ. Còn tao nói để cho mày nghe, video của mày tao lưu hết rồi. Tất cả bằng chứng của mày tao lưu rồi. Mày kêu là mày giúp đỡ người ta. Lấy bằng chứng gì mà bảo giúp đỡ người ta? Đi sang Campuchia đi làm áp mà bảo giúp đỡ người ta. Xong kêu là giờ ai muốn chuộc về thì tôi chuộc về. Chuộc về là bỏ tiền ra, chuộc về là mất tiền nữa. Không giúp được, kêu lên đi làm phải có tiền, xong tự dưng lại bỏ tiền ra chuộc về. Vậy là hại người ta chứ mày kêu giúp cái gì. Cho nên mày im cái mồm đi. Ngày nào tao cũng nói nhá, sắn ba số nhá. Còn tao ấy, để tao nói một câu cuối cùng nha. Tao không giống con người yêu mày. Con người yêu mày là vẫn chưa có chồng, 48 tuổi, chưa chồng, chưa con, chưa bao giờ lấy chồng cả. Còn tao ấy, lấy chồng rồi, ba đứa con, không có đi làm gái đâu mày ơi. Giờ ai đi với cả bọn con gái nào già già đi kiếm tiền thân thể, đừng có nói thế. Đừng ai nghĩ giống người yêu mày. Người yêu mày chưa đẻ đái, chưa gì hết thì còn kiếm được tiền được, tao thì chịu. Mày hiểu không? Giờ 48 tuổi, ba đứa con rồi, hiểu chưa? Đừng có đi nói, đừng ai nghĩ nói, cũng đừng nói là ai cũng giống người yêu mình. Đừng có như thế nhé em nhá, hiểu chưa? Mày thấy không? Mày đăng ảnh mày video gọi với con đấy đấy, nó kêu là à con phò à. Mày không biết nhục à? Mày yêu con phò mày không biết nhục à? À mà không đúng, mày là cái loại như mày là yêu con phò là hợp cảnh, nồi nào úp vung đấy thôi nha. Sắn nha, để phước, có con trai có con gái, đừng có đi nghiệp với tao nha, cứ từ từ đi con.